Hi, xin chào tất cả mọi người. Vị trí mà Phước Sửu đang đứng là một vị trí của một dự án khá đặc biệt và được xem là một cái dự án được khá nhiều quý nhà đầu tư chọn lựa là nơi đầu tư cực kỳ lý tưởng, an toàn và bền vững. Một cái dự án mà giúp cho khu Nam trở nên sầm uất hơn, nhiều cư dân vào ở hơn. Đó là dự án GS Nhà Bè. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ, trong video này, Phước Sửu sẽ phân tích cho quý anh chị biết được dự án này có nên đầu tư hay không. Trong vài năm trở lại gần đây thì xu hướng phát triển của khu Nam đang dịch chuyển rất là nhiều, và đặc biệt theo trục đường Nguyễn Văn Thọ thì sẽ đến với khu công nghiệp Hiệp Phước, Long Hậu, và cư dân dọn về đây sinh sống khá là nhiều. Có rất là nhiều những chuyên gia đã về đây dọc theo cái cung đường Nguyễn Văn Thọ, và ngoài ra thì có khá nhiều cái công trình giao thông sắp được triển khai và đưa vào hoạt động như quý chị đã biết. Ngoài ra cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành cũng được triển khai và sắp đưa vào hoạt động vào năm 2025. Liên kết vùng của khu Tây Nam, Đông Nam Bộ mà không cần đi qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt cao tốc Bến Lức Long Thành này có thể là có một cái điểm giao tại ngay tại cái dự án GS Nhà Bè này, giúp kết nối giữa những cái cảng Hiệp Phước, cảng Thị Vải, Cái Mép và đi đến sân bay Long Thành tầm khoảng 25 phút. Ngoài ra còn giúp cho khu vực này trở nên kết nối rất là dễ dàng với khu Đông và khu Tây dễ dàng. Với cái dự án GS Metro City này được đánh giá là một nơi gọi là giàu tiềm năng, và trên thị trường bất động sản Nhà Bè trong những năm tới sẽ phát triển và cất cánh hơn. Dự án GS Metro City Nhà Bè được phát triển bởi tập đoàn GS E&C, là một trong những tập đoàn gọi là đầu tiên của Hàn Quốc và đầu tiên tại Việt Nam, và nằm trong top 10 về các công ty bất động sản tại Hàn Quốc, cho ra nhiều cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Với cái tọa lạc tại cung đường Nguyễn Văn Thọ Nhà Bè, quy mô lên đến 350 hectare, có khá nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ này, nhà phố, biệt thự. Dự án được quy hoạch đồng bộ và đầy đủ tất cả những tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên ven sông. Vị trí được bao quanh bởi những cái dòng sông cực kỳ lớn, tạo nên một cái không gian thoáng mát kết nối với vùng Phú Mỹ Hưng, các trung tâm thương mại Đông Tây Nam Bộ dễ dàng. Với vị trí quy hoạch khu đô thị tầm cỡ như GS Metro City, trong tương lai GS Metro City sẽ là một Phú Mỹ Hưng thứ hai, là một nơi có thể là kết nối giao thông bền vững, dễ dàng và thuận tiện hơn ngay cả Phú Mỹ Hưng hiện tại. Có những cái thiết kế phù hợp với thời gian và một cái sử dụng công nghệ 4.0 ngay vào trong dự án, gọi là khu đô thị thông minh. Có thể nói đây là một dự án khu đô thị hiện đại sầm uất tại khu Nam trong tương lai. Hơn nữa, nhà đầu tư GS còn chú trọng tới mảng xanh nè, nên dành tới tầm 42 cho công viên ven sông, công viên mỗi phân khu, và đặc biệt có một 34 ha dành cho giáo dục, bệnh viện và trung tâm thương mại. Gần đây nhất, quý chị biết được có cái trường Đại học Chadwick của Mỹ, là một trong những trường quốc tế cực kỳ hấp dẫn trên thế giới, đã xây dựng tại phân khu Zai Edukoti. Khu đô thị Metro City với một cái vị trí đắc địa là nơi còn được thiết kế với các khu vực hiện đại với nhiều công năng cực kỳ hấp dẫn, tiện nghi như cây xanh nè, mang tới một cái không gian thoáng mát hài hòa với thiên nhiên. Ngoài ra, dự án còn phục vụ cho việc quản lý và điều hành các khu địa điểm xanh cũng như những tiện nghi dịch vụ tham quan. Các bãi đậu xe được thiết kế quy hoạch dọc theo địa điểm gần bờ sông để cho quý anh chị có thể tham quan để ở, hay là có thể là thuận tiện khi là mua sắm tại khu vực này. Các tiện ích của khu vực đã hình thành như tại phân khu 1 hiện tại có nè, quý anh chị nhìn thấy nè, hồ bơi nè, sân thể thao, công viên, clubhouse và cảnh quan lối đi bộ. Dự án GS Metro City hiện tại có tổng diện tích lên đến 350 hectare, là một khu định cư sinh sống của người dân, và có đến 150 hecta là đưa vào gọi là vận hành về căn hộ, chung cư cao tầng và những thấp tầng, còn lại là mình sẽ đưa vào những khu tiện ích. Trong đợt đầu tiên thì như quý anh chị biết được là 17.8 hecta này với phân khu Zai River Country One thì chủ đầu tư cho ra khá nhiều nhà phố, biệt thự, và đặc biệt ở đây thì có những cái căn dinh thự sát bờ sông. Phước Sửu sẽ tóm gọn lại
quý anh chị nên đầu tư vào dự án GS Metro City. Thứ nhất, tiện ích hoàn hảo. Cái thứ nhì là một môi trường mát mẻ giống như một resort 5 sao rất là nhiều so với khu vực quanh đây và đặc biệt so sánh với Phú Mỹ Hưng. Tiện ích đa dạng, thừa hưởng những cơ sở hạ tầng đang hình thành như Phương Sự đã phân tích ở trên, tăng cao khi hạ tầng và những cái tiện ích hình thành và tất cả những cái hạng mục bàn giao sẽ đẹp hơn những cái len kép thiết kế tại xa bàn mà quý anh chị đã mua bán. Nếu quý anh chị hài lòng và quan tâm đến dự án GS Metro City, hãy đến với chúng tôi, hãy cảm nhận GS sẵn sàng chào đón quý anh chị và quý anh chị sẽ chọn lựa nơi đây là một nơi đầu tư lý tưởng và an cư lạc nghiệp. Đừng quên like, subscribe kênh của Phước Sửu để mang về những cái video có giá trị và phân tích về thị trường bất động sản tại khu Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.